Robot hút bụi giá rẻ được nhiều nơi quảng cáo là cỗ máy tự vệ sinh nhà cửa, với nhiều chức năng quét, hút và lau. Robot hút bụi nhiều chức năng như vậy mà giá lại cực rẻ, chỉ từ 1,5 triệu đến 5 triệu đồng. Nhiều khách hàng đã mua và vỡ lẽ ra rằng mình mua phải món đồ vô dụng như đồ chơi. Vậy thì, ngày hôm nay, hãy cùng Robot hút bụi 88 tìm hiểu xem có nên mua robot hút bụi giá rẻ không nhé. Robot hút bụi giá rẻ được quảng cáo quá lố. Những con robot hút bụi giá rẻ được quảng cáo là thông minh, lực hút mạnh mẽ, làm việc có phương pháp, tạo tia UV diệt khuẩn, chức năng quét hút, lau, cảm biến tránh vật cản. Cầu thang giá trị chỉ từ 500.000 đến dưới 5 triệu. Khi khách hàng mua về, một là không dùng được 500.000 thì làm sao dùng được, khác gì món đồ chơi. Hai là dùng được nhưng không hiệu quả, không được như kỳ vọng. Đơn giản dễ hiểu thế này, một chiếc máy hút bụi truyền thống bình thường dùng ổn thì phải có giá từ 4 đến 7 triệu. Vậy những món đồ được gọi là robot hút bụi kia với giá tiền như thế có dùng được không? Khi bạn đã hiểu robot hút bụi là gì, hoạt động như thế nào và với hàm lượng công nghệ nhiều như thế, chức năng nhiều như thế thì liệu một con robot hút bụi giá rẻ liệu có nên mua không, tự bạn cũng đã trả lời được rồi. Mua robot giá rẻ theo đúng định hướng của nhà sản xuất. Như đã nói ở trên, việc bạn tìm kiếm một con robot hút bụi giá rẻ chỉ vài triệu nhưng lại mang đầy đủ tính năng của một con robot hút bụi thông minh, làm sạch hiệu quả như máy hút bụi truyền thống là không thể. Liệt kê 3 thương hiệu hàng đầu hiện tại, robot hút bụi Neato, robot hút bụi Ecovac và iRobot, thì không có mẫu nào dưới 10 triệu đồng. Hầu như các mẫu robot hút bụi thông minh đều có những tiêu chuẩn riêng của nó. Như vậy tiêu chuẩn chung là như nhau, vậy như thế nào là rẻ? Robot hút bụi giá rẻ ở đây là vừa đủ và phù hợp. Robot hút bụi giá rẻ là đủ dùng. Đủ ở đây là gì? Tối ví dụ thế này, nếu con robot có khả năng làm việc 60 phút liên tục và nó có thể làm được 70 mét vuông. Vậy nhà bạn có 70 mét vuông, bạn lại mua một con robot hút bụi có khả năng làm việc liên tục 2 giờ đồng hồ và khả năng làm sạch trên diện tích khoảng 150 mét vuông, ở trường hợp này là thừa. Rõ ràng bạn đang lãng phí. Chính vì thế robot hút bụi Neato trải dài sản phẩm của mình từ 10,3 triệu cho đến 18 triệu theo rất nhiều nhu cầu khác nhau. Robot hút bụi giá rẻ là phù hợp. Khi nhu cầu của bạn là không cần điều khiển robot trên điện thoại, thông qua app được kết nối Wi-Fi, nhưng bạn lại mua một model có kết nối Wi-Fi và điều khiển qua điện thoại. Trường hợp này cũng thế, lại thừa và không phù hợp với nhu cầu. Rõ ràng ở đây việc đắt rẻ không còn quan trọng và không phải vấn đề quyết định việc bạn chi tiền để sử dụng một sản phẩm công nghệ thông minh, mà vấn đề ở đây là tính phù hợp. Thà không dùng chứ dùng một sản phẩm công nghệ lỗi thời giá rẻ hoặc một sản phẩm kém chất lượng thì hóa ra rẻ mà lại không hề rẻ. Hãy là người mua hàng thông minh. Địa chỉ mua robot hút bụi uy tín. Một địa chỉ mua hàng chính hãng, chất lượng chính là mong muốn chính đáng của hầu hết người tiêu dùng. Khi bạn bỏ ra một số tiền để mua sản phẩm, quyền lợi của bạn hiển nhiên là phải có được một sản phẩm đúng giá trị, rõ ràng nguồn gốc. Bạn phải được hưởng đầy đủ những chính sách chăm sóc, chế độ bảo hành. Khi mua hàng xách tay, hàng trôi nổi là bạn đã tự đặt rủi ro của mình cao hơn, và câu chuyện đắt rẻ giờ chẳng còn ý nghĩa nữa khi bạn ôm trọn rủi ro.